Kính thưa cộng đoàn, bước theo Đức Kitô vác thập giá, sẵn sàng để được vị đại diện của người sai đến bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì cho vinh danh Chúa hơn. Đây chính là lời mời gọi thân thương đến từ Thiên Chúa. Và cha Giuse đã miệt mài bước đi theo lời mời gọi ấy trong suốt 50 năm qua. Cha đã và đang cùng đi với Chúa Giêsu vác thánh giá. Cha đã và đang cùng đồng hành với anh em Giêsu hữu trong tỉ dòng tên Việt Nam qua bao thăng trầm của lịch sử xã hội, giáo hội và của tỉnh dòng. 50 năm hồng ân, 50 năm ghi dấu một chặng đường. Ngày hôm nay, thưa cộng đoàn, chúng ta cùng quy tụ lại với nhau nơi đây để cùng với cha Giuse tạ ơn Chúa vì hồng ân 50 năm trong ơn gọi Giêsu hữu. Chúng ta cũng mượn dịp này để bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đến cha Giuse. Như một người cha, người anh trong tỉnh dòng, cha Giuse đã lao tác không ngừng nghỉ trong các sứ mạng tông đồ, trong các nhiệm vụ được dòng trao phó, hầu dẫn đưa mọi người, trong đó có nhiều lớp Giêsu hữu trẻ đến gần với Đức Giêsu hơn. Với những tâm tình đó, xin kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Xin tất cả cộng đoàn chúng ta an tọa. Trước khi đến lễ thì tôi có đôi lời với cộng đoàn cũng như Trà Liêm. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay tỉnh dòng tên Việt Nam tổ chức thánh lễ sớm, thánh lễ tạ ơn mừng kim khánh trong dòng của cha Giuse Phạm Thành Liêm. Đây là niềm vui và quà tặng lớn lao Chúa ban cho Trà Liêm, cho dòng tên, cho gia đình và bạn hữu của cha. Chúng ta cùng hiệp ý tạ ơn Chúa trong thánh lễ đặc biệt hôm nay. Điều đặc biệt là khi cha Liêm bước vào năm thứ 50 trong dòng, Chúa đã ban cho cha cả một năm thứ 50 này để sống ân huệ mầu nhiệm thập giá qua cơn trọng bệnh, và cha đã vui vẻ đón nhận ở trong đức tin. Khi tôi ngỏ ý với cha là tình dòng muốn tổ chức sớm lễ mừng kim khánh trong dòng, thì Ngài sẵn sàng vui tươi đón nhận. Cha bề trên cả Arturo Sousa khi biết tin thì cũng đã gửi thư chia sẻ niềm vui kim khánh trong dòng với cha Liêm bằng những tâm tình rất thiêng liêng. Ngay sau khi Ngài dự tăng lễ của bà cố Margarita ở Venezuela về,
Tính dòng tên Việt Nam xin hiệp ý với cha Liêm để tạ ơn Chúa vì ơn gọi và rất nhiều sứ vụ của cha đã hoàn thành trong dòng. Xin Chúa chúc lành cho cha trong ngày trọng đại này và trong năm đặc biệt này. Giờ đây tôi xin thay mặt tỉnh dòng xin gửi đến cha lá thư của bề trên cả và món quà chúc mừng cũng như là tri ân của tỉnh dòng đối với cha. Xin cha vui nhận. Và sau đây thì cha Su Su sẽ đọc thư của bề trên cả gửi cho cha Liêm. Ngày 11 tháng 11 năm 2021, chúc mừng Kim Khánh. Cha Giuse Phạm Thanh Liêm thân mến, tôi viết thư cho cha vào thời điểm này để chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh của cha. Trong tư cách là một Giê-xu hữu mà cha sẽ cử hành vào tháng 10 năm 2022 sắp tới. Tôi cảm ơn cha về 50 năm phục vụ một cách quảng đại cha dành cho người dân Việt Nam và giáo hội địa phương, nhân dân Đức Kitô trong dòng nhỏ bé này của chúng ta. Quả thật đây là thời điểm để nhìn lại và để ngợi khen đấng toàn năng đã làm những điều lớn lao cho cha và ngang qua cha. Đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, cha đã vào nhà ứng sinh dòng tên tháng 9 năm 1971, và chỉ hơn một năm sau, cha bắt đầu chương trình nhà tập vào ngày 3 tháng 10 năm 1972. Kể từ lúc đó, Đức Chúa khó nghèo và đau khổ đã thông truyền để cha tự trao nộp chính mình với nhiều lòng yêu mến và nhiệt thành. Sau khi tuyên khấn lời khấn đầu vào ngày 3 tháng 10 năm 1974, cha bắt đầu hành trình huấn luyện ở Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt trong một thời kỳ đầy biến động và chiến tranh tại Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, những thay đổi to lớn xảy ra sau biến cố không thể quên vào tháng 4 năm 1975. Biến cố ghi dấu một chuyển biến lớn lao xảy đến cho mọi người trong quốc gia và đặc biệt gây đau khổ cho giáo hội địa phương, các tu sĩ và tất cả các thể chế đời tu. Đây cũng là thời điểm không dễ dàng đối với một học viên trẻ. Thậm chí khi cha đang phải học và nghiên cứu, cha cũng phải tự thân làm việc vất vả để lo kiếm sống. Sống trong tình trạng nghèo khó thực sự, nỗ lực để phục vụ giáo hội đang đau khổ và người dân bao nhiêu có thể, ngang qua nhiều thừa tác vụ khác nhau. Và cha đã nỗ lực cách tốt nhất để trung tín với ơn gọi của mình. Kinh nghiệm bị lao tù và chịu quản thúc sau đó bởi nhà cầm quyền trong hơn 5 năm đã củng cố đức tin của cha, như cha đã bền tâm chịu đựng và hoàn tất sứ mạng của mình trong bí mật với thời gian lâu dài. Cha đã được chịu chức linh mục vào ngày 3 tháng 6 năm 1995, sau hơn 20 năm vào dòng. Từ thời điểm đó, trừ thời gian ngắn cho việc học tại Hoa Kỳ từ năm 2000 đến năm 2002 với bằng cử nhân thần học, cha đã gắn kết với các anh em Giê-xu hữu khác cùng thế hệ của mình làm việc để củng cố sứ mạng Giê-xu hữu của chúng ta và chứng kiến sự tăng trưởng của miền dòng khi trở nên một tỉnh dòng chính thức vào năm 2007. Ngang qua nhiều năm tháng, trở nên một Giê-xu hữu đối với cha có nghĩa là
chấp nhận một loạt các trách nhiệm trong tinh thần vân phục khiêm nhường. Thủ thư của miền dọc, giám đốc nhà Linh Thao, điều phối viên của sứ vụ cho Linh Thao của tỉnh dọc, trợ tá giáo sĩ quốc gia của cộng đoàn Sống Đời Kitô CLC. Nhưng chính trong lĩnh vực quản trị và lãnh đạo mà cha đã được kêu gọi đảm nhận thường xuyên hơn hết, như là quản lý bề trên, thủ quỹ tỉnh, xô suốt và tư vấn tỉnh. Đặc biệt, dòng biết ơn cha qua việc cha đã đảm nhận sứ vụ làm bề trên giám tỉnh của Việt Nam từ năm 2010 đến năm 2016, dẫn dắt một tỉnh dòng đang tăng trưởng bằng việc cổ võ, việc huấn luyện, thiết lập những cộng đoàn mới và mở rộng ra ngoài ranh giới của thành phố Hồ Chí Minh. Chính chủng công tư cách là bề trên giám tỉnh, cha đã đại diện Việt Nam ở Tổng hội 36 tại Rome. Việc phục vụ đã không ngưng nghỉ sau khi làm giám tỉnh. Cha tiếp tục làm việc như cho Linh Thao dạy thần học và đồng hành với COC. Cha cũng tiếp tục dự phần trong công việc quản trị với vai trò bề trên cộng đoàn Thánh Claude La Colombia, trợ giúp tỉnh dòng trong tư cách là thành viên của Ủy ban Tông đồ tỉnh và là chủ tịch của Ủy ban Linh đạo Y Nhã. Quả thực, dòng tên tại Việt Nam giờ đây là một tỉnh dòng đang lớn mạnh với nhiều ơn gọi, mang ơn rất nhiều về sự trung tín và nhiệt thành của cha. Tôi chúc mừng cha nhân năm kim khánh của cha và cảm ơn cha về đời sống dấn thân và trung tín trong tư cách là một Giê-xu hữu. Trên tất cả, cha đã và đang là một chứng nhân ngang qua những gì cha đã sống và đã kiên vững trong đức tin, và vẫn là một chứng nhân khi cha tiếp tục chịu khổ trong cuộc vật lộn với bệnh tật. Tôi cầu nguyện để năm thánh này đối với cha trở nên một thời điểm để trải nghiệm quà tặng của cuộc sống gần 70 năm qua và quà tặng của ơn gọi trong suốt 50 năm. Xin Chúa luôn ở với cha và an ủi cha trong thời điểm đặc biệt này. Thân ái trong Chúa Kitô đã ký Arturo Sosa, bề trên tổng quyền. Giờ đây chúng ta cùng đứng để dâng thánh lễ tạ ơn Chúa. Nguyện nguyện Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta xin Chúa thanh luyện tâm hồn chúng ta để hợp dâng thánh lễ này với ý nguyện cầu đặc biệt cho cha Giuse Phạm Thanh Liêm được Chúa thương chấp nhận. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria Chuẩn Đời Đồng Trinh, các Thiên Thần, các Thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi Chúa Tòa Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa Kitô,
vì danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha chúng con và là Đấng ban phát mọi ơn lành, này chúng con nhìn nhận hết những gì chúng con đang có và ngay cả chính bản thân chúng con, tất cả đều bởi Chúa. Xin dạy chúng con ngày càng thấy rõ Chúa yêu thương chúng con dường nào và xin làm cho chúng con biết tận lực tận tình yêu mến Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Daniel. Ngày ấy, các tể tướng và thống đốc của vua Dario đổ xô lại nhà ông Daniel và bắt gặp ông đang cầu nguyện và thống thiết nài van Thiên Chúa của ông. Họ liền tới ý kiến vua và nhắc đến lệnh cấm của vua. Đức vua đã chẳng trâu phê lệnh cấm đó sao? Theo lệnh cấm này, trong 30 ngày sắp tới, bất cứ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử. Vua đáp lại rằng, đúng vậy, chiếu theo luật không thể hủy bỏ của dân Medi và Ba Tư thì đúng như vậy. Bây giờ họ thưa với vua rằng, tâu đức vua, trong đám dân Juda lưu đày có tên Daniel, không đếm xỉa gì tới đức vua cũng như tới giới lệnh đức vua đã châu phê. Ngày nào y cũng cầu nguyện đến 3 lần. Nghe lời ấy, vua rất đau lòng và để tâm tìm cách cứu ông Daniel. Vua cố sức giải cứu ông Daniel mãi cho đến lúc mặt trời lặn. Bây giờ những người kia lại kéo nhau đến gặp vua và tâu rằng, tâu đức vua, xin đức vua biết cho rằng theo luật của dân Medi và dân Ba Tư thì mọi giới lệnh và sắc chỉ nhà vua đã ban đều bất di bất dịch. Bây giờ vua đành hạ lệnh và người ta đưa ông Daniel đi quăng vào hầm sư tử. Vua lên tiếng nói với ông Daniel, vị thần mà ngươi bền lòng phụng sự, chính vị ấy sẽ cứu ngươi. Người ta đem một phiến đá tới đặt trên miệng hầm. Vua lấy ấn của mình và ấn của các đại thần niêm phiến đá lại
để không còn thay đổi gì được nữa về vụ ông Daniel. Rồi vua về cung, suốt đêm không ăn, không uống, cũng chẳng cho các cung phi vào hầu. Vua không tài nào chợp mắt được. Sáng sớm tinh sương, vua đã trỗi dậy, vội vã đi vào hầm sư tử. Vua tới gần, vua cất giọng đau đớn gọi vọng xuống ông Daniel. Vua lên tiếng nói với ông rằng: Hỡi Daniel, người tôi tớ của thần hằng sống, vì thần mà ngươi bền lòng phụng sự, có cứu được ngươi thoát hàm sư tử không? Bấy giờ ông Daniel đáp lại: Hoàng thượng, vạn vạn tuế, Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ đến khóa hàm sư tử khiến chúng không hại được thần, bởi vì trước mặt người, thần đã được nhìn nhận là vô tội và tâu đức vua. Ngay trước nhan ngài, thần cũng chẳng làm điều gì ác. Lúc ấy, vua rất vui mừng, truyền kéo ông Daniel lên khỏi hầm, và ông được kéo lên, không một vết thương trên mình, bởi vì ông đã tin cậy vào Thiên Chúa của ông. Vua liền truyền điều những người kia đến, họ là những kẻ đã vu khống cho ông Daniel. Rồi vua ra lệnh quăng họ cùng vợ con vào hầm sư tử. Những người này chưa đụng tới nền hầm thì sư tử đã vồ lấy chúng mà nghiền nát xương. Bấy giờ vua Dario viết cho tất cả những người thuộc các dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ trên khắp cõi đất: Chúc các ngươi vạn sự bình an. Đây là lệnh ta truyền. Trên toàn lãnh thổ vương quốc ta, mọi người phải run rẩy kính sợ trước mặt vị thần của Daniel, bởi vì người là vị thần hằng sống và tồn tại muôn đời. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Quyền thống trị của người vô cùng vô tận. Người giải thoát, giữ gìn. Người làm những dấu lạ điềm thiêng trên trời cũng cùng dưới đất. Người đã giải cứu Daniel khỏi móng vuốt sư tử. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Bài trích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Khi anh em thấy thành Jerusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành. Bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành hãy bỏ đi nơi khác, ai ở vùng quê thì chớ có vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú mớm trong những ngày đó. Vì sẽ có cơn đói khốn khổ cùng cực trên mặt đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống trên dân này. Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đẩy đi khắp các dân các nước, và Jerusalem sẽ bị dân ngoại giày xéo cho đến khi mãn thời của dân ngoại. Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống trên địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu độ. Đó là lời Chúa. Kính mời cộng đoàn an tọa. Trong phần chia sẻ hôm nay gồm có hai phần. Phần thứ nhất thì cha Liêm sẽ chia sẻ đôi lời, và sau đó thì cha Chủng sẽ chia sẻ lời Chúa. Kính mời cha Liêm. Kính thưa cha giám tỉnh, kính thưa quý bác, kính thưa quý anh em trong dòng và các em cũng như là các cháu trong gia đình và người thân quen, có anh chị Nhẫn cũng như là có cha Thơ và hai bạn siêu si. Khi mà chuẩn bị thì cha Tú có nói rằng, cha Su Su có nói rằng cha Chủng sẽ chia sẻ, và cha Chủng sẽ chia sẻ hai điểm thôi. Thì mình thì mình nghĩ rằng thôi vậy mình chia sẻ một điểm thôi. Nhưng mà e rằng chia sẻ một điểm thôi thì phải làm sao? E rằng sợ người ta không cảm được như mình chăng? Nhưng mà một điểm thôi của tâm tình hôm nay của tôi đó là tạ ơn Chúa, mừng Kim Khánh vào dòng, Kim Khánh nhập dòng. Tức là từ ngày vào nhà tập, tức là mừng tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa ban cho cả đời, và đặc biệt là cho 50 năm thuộc về Thiên Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa gọi, tạ ơn Chúa vì Chúa gọi trong dòng Giê-xu, tạ ơn Chúa vì dòng chấp nhận. Và cha bề trên cả Arturo Souza. Nhưng mà để mà cha Arturo Souza biết và mừng thì đó là nhờ anh em dòng tên tại Việt Nam, cụ thể là anh em các cha lãnh đạo tỉnh dòng, đặc biệt là đại diện thì đó là cha giám tỉnh,
Cho nên tạ ơn Chúa nó cũng hàm chứa tới tạ ơn con người. Bởi vì những hồng ân Chúa ban cho mình để mình cảm thấy được mà mình có thể tạ ơn Chúa. Và cũng chỉ có thể tạ ơn Chúa khi mà cuộc sống của mình thấy có ý nghĩa. Và nói theo tôi vẫn hay dùng, đó là cuộc sống của mình triển nở, bình an triển nở, phát triển tài năng của mình. Thì đó cũng là điều mà tạ ơn Chúa. Trong 50 năm vừa qua, tôi vẫn cảm được điều đó. Và tôi cũng cố gắng trong cả cuộc đời tôi. Thì đó như là một sứ mạng vậy. Mình được Chúa thương, Chúa cúc độ, là cúc độ để cho mình được tự do, để cho mình được bình an, để mình cho được vui vui, để cho mình được hạnh phúc, để cho mình phát triển trong mọi khía cạnh. Thì chỉ khi đó mình thấy được điều đó, mình mới tạ ơn Chúa mà thôi. Cho nên khía cạnh hiện tại cả đời thì đó là điều rất là quan trọng. Một trong những ơn mà tôi nhận được đó là được giúp linh thao. Thật sự thì dòng tên thời mới giải phóng thì đúng là giúp linh thao thì đó là điều tốt nhất. Nhưng mà từ năm 91 thì năm 92 thì tôi 40 tuổi và lúc đó thì được cha Lý trao coi như làm giám đốc nhà linh thao ở bên Minh Giác Hiếp Tâm đó, cũng như là điều phối việc giúp linh thao. Và cũng từ năm 91-92 đó, việc giúp linh thao cho người trẻ một cách đặc biệt, tức là nó gắn liền với việc giúp linh thao cho sinh viên thời đầu rất là khó. Cho tới lúc mà khi làm giám tỉnh thì năm 2010 đó, thì số linh thao trong một năm đã vượt quá, có thể là vượt quá hoặc là xích xoát 1.000 em một năm. Và trong cái việc mà giúp linh thao đó, có những em được trở lại. Và có những, tôi cũng thấy một điều là đôi khi cả khóa linh thao này chỉ cần một em đó cũng là đủ rồi. Bởi vì khi thấy người ta được trở lại, thấy người ta được bình an, người ta giao hòa với Thiên Chúa, người ta vui thì mình cũng vui. Và cái ơn mà được giúp linh thao đó nó theo với tôi, có thể nói là theo với tôi ngay cả tới năm này. Bởi vì tập giúp linh thao thì tôi cũng đã tập giúp linh thao, nhưng mà cả khi vào nhà tập, sau khi vào nhà tập thì mình cũng đã giúp người này người kia qua việc giúp xét mình, qua việc giúp cầu nguyện đơn sơ thì mình đã giúp rồi. Và ngay cho nên tôi giúp linh thao suốt, và thậm chí ngay khi làm giám tỉnh cũng cố gắng để dành một lần để đi giúp linh thao. Và giúp linh thao không làm cho mình cũng được hạnh phúc trong từng đó, cho nên tôi hạnh phúc trong điều đó. Rồi cách từ một tháng thì chẳng hạn nhận được tin nhắn của một thầy nhắn rằng con vẫn nhớ ngày đi linh thao đầu tiên. Thì cái người đó năm thứ tư học lại học thì đi linh thao thì được ơn trở lại, năm thứ năm thì đi linh thao, tức là sau đó đi linh thao năm sau thì được ơn được dạy ở trường cao đẳng, năm sau nữa người đã đi linh thao được một cái ơn là bỏ tất cả để đi tu. Và cái tin nhắn đó nói rằng về gen mới gọi con cho con biết rằng con sẽ được giữ chức linh mục ngày mùng 8 tháng 12 này, con hy vọng cha về làm lễ cho con, chẳng cho con, vân vân. Thì đó là những cái điều mà xong linh thao cũng gạt thái được và giúp cho người ta cảm thấy được Chúa là ai, Thiên Chúa là tình yêu, thì được điều đó. Tôi cũng được một cái ơn nữa, đó là ơn mà dòng cho đi dạy học. Thật sự thì hồi mới giải phóng thì cái điều là anh em kèm nhau
Nó cũng dẫn tới cái việc dạy học. Rồi tôi được dạy học sau khi đi Mỹ về đấy với bằng với cái license CS đó, thì dạy 17 năm, được ơn dạy về Thiên Chúa, ba ngôi. Và tôi cũng trình bày rất là đơn sơ về Thiên Chúa, như là Thiên Chúa tình yêu và Chúa Giêsu là tình yêu. Và cả cuộc đời của tôi coi như là được cái ơn để nói về Thiên Chúa, để làm chứng về Thiên Chúa. Và với tất cả tâm tình mình cảm được là Thiên Chúa là tình yêu và Ngài yêu mình, cho nên không cần gì phải bận tâm, không cần gì phải lo. Cho tới giây phút này, khi mà biết mình bị ung thư, thì tôi cũng thấy rằng cũng sẵn sàng để về với Chúa. Chúa cho sống cho tới bây giờ rồi, 69 tuổi rồi, và được như vậy, thế là tạ ơn Chúa rồi. Được Linh Thao, giúp Linh Thao cho tới năm nay, được dạy học cho tới năm nay, chắc là năm tới thì coi như là chắc không còn sức để dạy nữa. Nhưng mà tất cả điều đó cho tới hiện tại, cho nên nếu Chúa gọi về, con cũng sẵn sàng về và vui về. Nếu mà Chúa cho con ở lại để sống những tháng năm an bình như các bậc cha anh của con ở nhà hưu, thì con cũng sẵn sàng chấp nhận. Và thật sự thì nếu mà sống mà có sức khỏe mà vừa đi làm, vừa đi giúp Minh Thao, vừa đi dạy như đã làm, thì cũng là rất tuyệt. Cái điều thứ ba, tôi xin nói ngắn thôi, không thì lại thành dài quá, một điểm quá dài. Đó là cái mà được dòng trao sứ mạng từ việc làm quản lý, làm bề trên, nhà này nhà kia, làm thủ quỹ tỉnh, Sosius, rồi Sosius của miền, Sosius của tỉnh, rồi giám tỉnh. Thì tôi cũng chỉ khi được trao trách nhiệm thì tôi bỏ hết tất cả, để tôi biết rằng tôi chỉ có 3 năm làm giám tỉnh hoặc là 6 năm làm giám tỉnh. Tôi phải bỏ hết tất cả để tôi lo cho điều đó, để phát triển, để Chúa được vinh danh hơn, để lo cho anh em, để lo cho sứ mạng tông đồ, để lo để giúp giáo hội, cụ thể giáo hội tại Việt Nam của chúng ta. Thì bận tâm hết sức của tôi, cho nên về mọi khía cạnh, làm sao để anh em được khấn cúi, để số phục vụ hơn, làm sao chúng ta có nhiều hiện diện ở khắp nơi trợ giúp các điều khác. Và tôi cố gắng để làm từng giây phút trong cái nhãn quan như vậy. Cho nên đôi khi tôi nghĩ rằng không phải cái 3 năm hay là 6 tháng hay là 1 năm hay 3 năm mình kiểm điểm lại, mà với những người có trách nhiệm thì sẽ là nhìn lại những việc của mình làm hàng ngày, có thể nói là như vậy. Và không phải là theo ý mình, nhưng mà luôn luôn là theo ý Chúa. Chúa muốn mình làm gì, Chúa muốn tỉnh dòng làm gì, thì mình cố gắng để lắng nghe, để rồi cố gắng thực hiện. Cho nên cái điều đó mới là điều mà chúng ta cập nhật liên tục. Cảm ơn Chúa, tạ ơn dòng, và cảm ơn tất cả anh em hiện diện, anh em trong dòng, cha về trên giám tỉnh, cha Sosius, các cha ban tư vấn, tất cả các anh em đã sống chung với tôi trong cộng đoàn. Vì Chúa thương, và Chúa thương cụ thể đặc biệt qua anh em. Bởi vì nếu không tôi không nghĩ rằng nói là Chúa thương mà không thấy được Chúa thương đặc biệt qua những anh em chung quanh của mình. Thì xin tạ ơn Chúa, cảm ơn anh em rất là chân tình như vậy. Và tôi cũng ý thức mình yếu đuối mỏng giòn, và xin anh em tiếp tục cầu nguyện cho tôi, để tôi như đã viết, để cho tôi được an vui đón nhận Thánh Y Chúa. Nó cũng là một cuộc chiến hàng ngày, cho tôi được vui hàng ngày, để Chúa muốn sao mình chấp nhận như vậy. Tạ ơn Chúa, cảm ơn anh em. Xin cảm ơn cha Liêm. Còn bây giờ cha Chủng có muốn thêm nữa không?
Vâng, thưa anh em, anh chị em thân hữu của dòng hiện diện ở đây, đặc biệt là thân hữu của Cha Liêm, và đặc biệt em cũng muốn chia sẻ một tâm tình với anh. Em đặt cái bầu khí ngày lễ của anh hôm nay ở trong cái bầu khí của giáo hội đang hướng đến ngày cánh chung của cuối năm phụng vụ. Em thấy cái ý nghĩa nó được cô đọng ở trong biến cố mừng lễ anh rất sâu. Bởi vì sao vậy? Là bởi vì tin mừng hướng chúng ta đến cái ngày cánh chung, ngày tận thế ấy. Thế nhưng mà cái câu kết ở trong bài tin mừng nói rằng anh em hãy ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ của anh em gần đến. Em nhìn anh dưới cái lăng kính ấy, và em cũng thấy được rằng cái lăng kính ấy nó có cái điểm quy chiếu nào, cái sự cùng tận của mọi người. Thế nhưng mà em đọc ra được cái ý nghĩa là một lời mời gọi, một lời mời gọi của một vị thầy nhắc cho chúng ta hãy sống như thầy và chết như thầy. Cái điều đó nó có ở chỗ nào? Cái biến cố tận cùng ấy, xem ra người không có đức tin thì không có ý nghĩa gì trong cuộc sống của mình nữa. Nhưng Chúa nói ngẩng đầu lên. Tại sao vậy? Là bởi vì cái sự đảo lộn của vũ trụ, của ngày cụng tận, thì Chúa đã thực hiện cho thân phận của mình ngay từ đầu. Từ cái hành trình đến làm người, chết trên thập giá để cứu độ, là một hành trình đảo lộn. Để rồi đến cuối cùng, khi giờ chết đến, Chúa cũng chết cùng một cái biến cố như mọi người. Nhưng Chúa đã được ơn phục sinh nhờ Chúa Cha cho phục sinh từ cõi chết. Và em thấy được điều này là một lời mời gọi không chỉ cho em, cho anh, mà cho tất cả mọi người tín hữu đều phải noi gương cái cách sống của Đức Kitô ấy, để cái ngày cuối cùng nó trở nên một cái biến cố, một niềm hy vọng, một biến cố của niềm vui. Mình ngẩng đầu lên, và em cũng nhìn anh dưới cái lăng kính đấy. Em nhìn điều ấy là bởi vì sao vậy? Là bởi vì anh không chỉ là một tín hữu, mà anh còn là một người Giê-xu hữu, một người dòng tên. Một người dòng tên, ngay khi vào dòng, thì cái nguyên lý nền tảng của người dòng tên số 101 của Hiến pháp đã mở ra cho mình một cái con đường đảo lộn giá trị như vậy. Hãy mặc thánh y nhã mời gọi anh em chúng ta mặc lấy y phục tôi đòi của Đức Kitô, của thầy mình. Và để rồi thánh y nhã khi mời gọi như vậy thì không phải là thánh y nhã để cho chúng ta sống, nhưng năm nay mừng kính thánh y nhã nữa, năm thánh y nhã hoán cải nữa, thì chính kinh nghiệm của thánh y nhã đã sống. Và thánh y nhã đã hoàn tất được cái sứ mạng của mình, cái ơn gọi của mình. Và thánh y nhã cũng chờ anh em chúng ta, và có lẽ chờ anh gần hơn nữa. Em cảm thấy điều đấy một niềm vui đối với chúng ta. Là bởi vì em đặt khung cảnh của biến cố của anh như vậy, cả ở trong lòng giáo hội nữa. Trong mấy ngày qua, giáo hội mừng biến cố rất trọng đại, đó là biến cố các thánh tử đạo Việt Nam. Đối với em, biến cố phong thánh tử đạo Việt Nam là một phép lạ mà các thánh tử đạo đã làm cho trong quê hương của chúng ta. Không biết chỉ có những người lớn cỡ độ tuổi của chúng em có thể nghiệm được cái biến cố ấy. Đó là biến cố nào? Một biến cố mà tất cả cái đất nước Việt Nam này, người ta đều nghe rao giảng về các thánh tử đạo. Từ loa đài, từ xóm làng, từ tổ dân phố, từ xí nghiệp, tất cả họ biết được biến cố phong thánh tử đạo Việt Nam là gì. Và thậm chí họ nói đến cả những cái biến cố, cả cái sự kiện gọi là vị trạng sư của quỷ nữa. Và em cũng vậy, em cũng nhờ đó mà hiểu được thế nào là trạng sư của quỷ. Em thấy một biến cố rất quan trọng. Nghĩa là gì? Em thấy nó là một phép lạ, là bởi vì giáo hội Việt Nam được tham dự vào trong cái hành trình hiến tế và là môn đệ của Đức Kitô trong cái giáo hội hoàn vũ.
Giáo hội Việt Nam có cơ hội ấy, mà không phải là 117 vị thánh tử đạo mà thôi, nhưng mà hơn 100.000 người trong thời kỳ đầu của giáo hội và cho đến ngày nay, cả trong thời kỳ cộng sản này, em nghĩ là có biết bao nhiêu người chết vì đạo, chết vì đạo, vì đức tin. Một phép lạ rất lớn mà em cảm thấy ở nơi mình. Và điểm thứ hai nữa, nhìn vào biến cố của Anh và biến cố của dòng Việt Nam, em nhìn đây là đây biến cố của dòng, nhất là biến cố của anh em dòng tên bị tù, và anh là chứng nhân của người, anh là người là một tù nhân sống động, thì em nghĩ rằng một phép lạ nữa của anh em chúng ta. Một phép lạ mà có thể nói như vậy, dòng tên Việt Nam được tháp nhập vào cái thân phận của dòng tên thế giới. Biến cố của dòng tên bị giải thể ở thế giới đã được hiện thực ở trong dòng tên năm 1980, khi dòng các anh lớn của chúng ta bị bắt, và trong đó có anh. Và em cũng biết được rằng nơi anh, một con người đã có thể nói như vậy, đã trở nên con chiên hiến tế thay cho dòng, thay cho cộng đoàn của Đà Lạt. Ở chỗ đó là người ta đến, người ta tra hỏi, thì chính anh là người đã, sau khi cầu nguyện thì đã tuyên bố với anh em rằng: tôi nhận hết trách nhiệm về tôi để đi tù thay cho anh em. Một cách nào đó, cái cách anh làm, em cảm thấy như vậy. Và em cho đến bây giờ thì em vẫn nhìn anh với một cái hình ảnh đóng góp vào cái phép lạ lớn đấy của dòng. Và ngay cả trong cái biến cố gọi là dòng tên bị xử án, thì đúng từ đó, từ biến cố ấy, trong cái phiên tòa đấy, thì người ta đọc thấy được những người vô tội như thế nào và bị đi tù, bị bắt ra sao vì đức tin. Và em nghĩ rằng biến cố đó anh đã nhận thay cho dòng, chỉ vì một cái chi tiết của cái văn bản của cộng đoàn diễn tả cái tâm tình của mình dấn thân trong xã hội, đó là tinh thần của một người bảo vệ đức tin và thăng tiến công bình, dù có phải bị chấp nhận hậu quả nào, kể cả những việc vào tù ra khám. Chi tiết đó anh đã nhận thay cho cộng đoàn để anh đi tù. Và đó là cái hành vi mà em thấy rằng vì chính anh đã đóng góp vào cái phép lạ lớn của tỉnh dòng Việt Nam, hay là của miền dòng Việt Nam lúc bấy giờ, và tháp nhập vào cái phép lạ của toàn dòng ngày xưa. Và biến cố năm 1773, phải không ạ, mà dòng bị giải thể, em thấy những điều đấy. Nhìn vào cuộc đời của anh, em thấy một cái nhân tố rất là đẹp, rất là quý báu mà Chúa đã ban cho dòng, để chính anh là người bây giờ có thể nói mình có thể thành thơi để hát kinh Magnificat với mẹ, đọc kinh Nunc Dimittis với ông Zacharia, ông Simeon. Và như vậy thì em thấy rằng quả thật phép lạ sắp hoàn tất ở nơi anh. Chúc anh được ơn bình an ở trong Chúa, và tiếp tục cầu nguyện cho dòng.